Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Đây, hôm nay dụng cụ du lịch đã quay trở lại. Và mỗi lần quay trở lại thì chắc chắn là sẽ lợi hại hơn những lần trước nha mấy anh chị các bạn. Thì thời gian vừa qua giới thiệu cho những anh em đi biển, đi công trình xây dựng hoặc là giáo viên hướng dẫn thuyết trình nhiều mẫu đèn laser từ phổ thông đến cao cấp đều có. Hôm nay shop về thêm một cái mẫu đèn laser 880. Thì hôm nay làm clip giới thiệu cho anh chị các bạn tham khảo nha, để anh chị các bạn nào có nhu cầu sử dụng thì biết mà liên hệ. Rồi, thì đây là cái mẫu 880 có tia xanh dương và tia xanh lá luôn nha mấy anh chị các bạn. Đó, từ công suất thấp đến công suất cao. Mẫu này thì nguyên bộ nó bao gồm nè anh chị các bạn, một cái đèn, một cục pin mình bỏ sẵn trong này rồi. Pin này thì nó xài pin đại 26650 nha. Đó, rồi đây năm cái đầu chiếu sau, tức là năm cái đầu này chiếu ra nhiều tia nha mấy anh chị các bạn. Và một cái dây sạc thì mẫu này là sạc trực tiếp trên thân đèn. Xài góc sạc điện thoại, sạc máy tính, sạc dự phòng đều được hết, sạc chui sạc tai xi nha mấy anh chị các bạn ha. Đó, ok. Đó, thì đây là cái tia xanh lá nha mấy anh chị các bạn ha. Đó, đây thiết kế nè. Đó, cầm rất là vừa vặn mấy anh chị các bạn, đầm tay cực kỳ luôn. Nên mẫu này gọi là cái gì, khá là cao cấp nha mấy anh chị các bạn. Đây mình để đây xíu test cho anh chị các bạn coi nha. Đó, đây tia xanh lá cho mấy anh chị các bạn coi nha. Đó, một nè. Sáng mạnh hơn nè. Đó, thì một cái đèn vậy có ba chế độ nha mấy anh chị các bạn ha. Buổi tối chiếu đảm bảo thấy nguyên đường đi laser luôn. Đây chiếu lên cái bảng cho anh chị các bạn mình coi. Đó, tia này mình có thể điều chỉnh to nhỏ được cho mấy anh chị các bạn ha. Đây điều chỉnh nè, đó, to lên nè, đó, nhỏ lại nè. Đó, ok nha mấy anh chị các bạn ha. Quá đã luôn. Đặc biệt là trên cái đèn này nó có cái báo pin cho anh chị các bạn mình luôn. Đây. Mức 1 nè. Đó, tiêu lượng là pin nó là 5V đó ha, pin còn 65% nè. Mức 2 nè, đó, đây pin giật lợi nè, không chịu bạn không? Đó, sáng mạnh nè. Đó, mức 3 là OS nè, đó. Ha, tiêu thụ nguồn điện bao nhiêu volt nó sẽ báo đây nha mấy anh chị bạn ha. Ok, bấm cái nữa ta. Ok, đó là tia xanh lá nha. Rồi bây giờ tia xanh dương cho anh chị bạn mình coi nha. Đây. Cái này là tia xanh dương, cũng vậy luôn, có báo pin đây luôn nha mấy anh chị bạn. À, và sạc ở phía sau này đó, đây bật ra cho anh chị các bạn coi. Đây anh chị các bạn, đó đây, sạc tai xi hoặc là sạc ngược lại luôn được luôn nha mấy anh chị các bạn ha. Đó, cộng sạc USB luôn. Rồi đây mở cho mấy anh chị các bạn coi. Đây tia xanh dương nè, mạnh hơn nè, đó OS nè. Đó, bây giờ mình sẽ đốt cháy cho anh chị các bạn mình coi, đốt cháy với nhựa gỗ luôn nha, tia xanh dương. Đó, lên khói mấy anh chị các bạn ha. Mạnh hơn nữa nè. Đó, anh chị bạn thấy không? Lên khói ngay lập tức luôn. Đây. Đó, cháy. Ok nha. Đó, thì tia xanh lá là nó là bản tính của nó là tia lạnh. Còn tia xanh dương là công suất cao đốt cháy được cháy nhựa gỗ luôn. Anh chị bạn nào đi biển dùng để cảnh báo tàu thuyền hoặc là anh em sưu tầm đèn laser, giáo viên hướng dẫn thuyết trình từ xa có nhu cầu sử dụng đèn laser thì liên hệ. Đây. 0817884482 hoặc là số Zalo 0901980074 nha mấy anh chị các bạn. Đó. Ok nha. Anh em quan tâm thì hãy nhấp like và subscribe nhé.